Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đến với lại bài đó là mình khảo sát tính đơn điệu của hàm số trên một cái khoảng hoặc là một cái đoạn. Và ở đây mình sẽ áp dụng phương pháp đó là cô lập tham số M. Rồi, thì những cái bài toán thuộc dạng này thì nó sẽ có cái đề bài nó như sau. Tìm tham số M để hàm số Y bằng Fx. Thì bạn lưu ý ở đây hàm số Y bằng Fx của mình nó có chứa ẩn M. Thì người ta kêu là tìm tham số M để hàm số này đồng biến hoặc là nghịch biến trên một cái tập D. Tập D của mình nó là một cái khoảng hoặc là một cái đoạn ha. Thì để giải bài toán này mình sẽ xử lý nó như sau. Bước 1 đó là mình xác định Y phẩy. Rồi, thì để hàm số đồng biến hoặc là nghịch biến trên tập D thì nó yêu cầu bài toán tương đương với lại Y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc là bé hơn bằng 0 tùy theo cái đề ha. Với mọi x trong cái khoảng hoặc cái đoạn AB ha. Còn chẳng hạn như nó kêu đó là tìm M để hàm số đồng biến thì Y phẩy của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 ha. Tương tự đấy, nó kêu tìm M để hàm số nghịch biến thì Y phẩy của mình nó sẽ bé hơn hoặc bằng 0 ha. Tiếp theo bước số 3 đó là chúng ta sẽ cô lập tham số M, tức là từ cái bất phương trình Y phẩy lớn hơn hoặc bằng 0 hoặc là Y phẩy bé hơn hoặc bằng 0, bạn sẽ cô lập tham số M ra thì mình sẽ được nó ở cái dạng đó là M của mình nó lớn hơn hoặc bằng hoặc là nó bé hơn hoặc bằng một cái hàm GX nào đó với mọi x thuộc trong cái khoảng hai cái đoạn AB này. Rồi, thì để giải được cái bất phương trình này thì mình có một cái kiến thức bổ sung như sau. Đó chính là để M lớn hơn hoặc bằng Fx với mọi x thuộc cái đoạn AB thì điều này chỉ xảy ra khi và chỉ khi M lớn hơn hoặc bằng cái mắc của hàm F trên đoạn AB ha. Rồi, M bé hơn hoặc bằng F với mọi x thuộc đoạn AB khi và chỉ khi M bé hơn hoặc bằng cái min ha. Rồi thì đây là cái kiến thức mà mình dùng để mình giải được cái phương trình này. Đó, thì mình sẽ có một cái hình minh họa ở đây cho các bạn. Đây là mình có đồ thị của hàm Y bằng GX. Rồi, vậy thì để bất phương trình M lớn hơn hoặc bằng F đúng với mọi x thuộc trong đoạn AB thì mình vẽ ở đây, có nghĩa là để nó đúng thì M nó phải lớn hơn hoặc bằng cái mắc của GX trên đoạn AB này ha. Tương tự, M bé hơn hoặc bằng Fx thì để nó đúng với mọi x thuộc trong cái đoạn AB thì M nó phải bé hơn hoặc bằng cái min ha. Đây là mình vẽ cho bạn dễ hình dung ra ha. M mà lớn hơn hoặc bằng G mà nó đúng với mọi x thuộc đoạn AB thì nó phải lớn hơn hoặc bằng cái mắc của hàm G trên đoạn AB ha. Và ngược lại, để M bé hơn hoặc bằng hàm G với mọi x thuộc cái đoạn AB thì M phải bé hơn hoặc bằng cái min của nó ha. Bây giờ mình sẽ có một câu ví dụ cho các bạn. Tìm tất cả giá trị thực của tham số M để hàm số Y bằng x mũ 3 trừ 3x bình cộng MX cộng 1 đồng biến trên khoảng 0 đến dương vô cùng. Rồi, thì bước 1 mình xác định Y phẩy ra. Rồi, Y phẩy của mình thì nó bằng 3x bình trừ cho 6x cộng cho M. Rồi, mình cần tìm M để hàm này đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Tức là Y phẩy của mình nó phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc trong cái khoảng nó cho, đó là từ 0 cho đến dương vô cùng. Rồi, vậy thì bây giờ mình sẽ cô lập tham số M, tức là mình sẽ đưa cái bất phương trình này về dạng đó là M lớn hơn hoặc bằng F hoặc là M bé hơn hoặc bằng F ha. Rồi, thì mình rất là dễ thôi ha. Mình sẽ chuyển cái lượng 3x bình trừ 6x qua bên tay phải thì mình được đó là cái này tương đương với lại M lớn hơn hoặc bằng trừ 3x bình cộng cho 6x. Rồi mình đặt cái hàm này bằng gx. M lớn hơn hoặc bằng gx với mọi x thuộc trong khoảng từ 0 đến vô cùng. Rồi bây giờ mình đã có đó là M lớn hơn bằng gx với mọi x thuộc khoảng từ 0 đến vô cùng. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng cái công thức ở đây, đó là điều này xảy ra khi nào? Khi và chỉ khi M phải lớn hơn hoặc bằng cái mắc của hàm g ha. Tức là sao? Là đây M nó phải lớn hơn hoặc bằng cái mắc của hàm g. Rồi cái khoảng của mình đang xét đó là 0 đến dương vô cùng. Mà cái hàm số của hàm g của mình nó là bằng cái gì? Nó là bằng trừ 3x bình cộng 6x. Rồi vậy mình xét hàm này trên cái khoảng từ 0 đến dương vô cùng ha. Đó là bằng trừ 3x bình cộng 6x. Xác định đạo hàm cho mình ha. G phẩy thì nó là bằng trừ 6x cộng với lại 6. G phẩy bằng 0 khi và chỉ khi x bằng 1 ha. Rồi mình vẽ cái bảng biến thiên của nó ra ha. Thì mình có 3 hàng. Đó là x, g phẩy và g. Rồi x thì nó chạy từ âm vô cùng đến dương vô cùng.
Rồi, g phẩy bằng 0 khi nào? Khi x bằng 1. Đây thì g phẩy bằng 0. Và khi mà x lớn hơn 1 thì g phẩy của mình sẽ âm ha. Rồi, tương tự x bé hơn 1 thì g phẩy của mình nó sẽ dương. Rồi, g tại 1 thì nó bằng bao nhiêu? Mình thế x bằng 1 vào thì mình được nó bằng 3 ha. Đó, thì nó sẽ là bằng 3 đây, nó sẽ đi lên và nó đi xuống. Rồi, bây giờ mình chỉ xét trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đây mình xác định con số 0 vào đây ha. Con số 0 mình xác định vào đây. Thì 0 thì g tại x bằng 0 thì nó ra được con số 0. Rồi, và bây giờ mình xét cái khoảng của x chạy từ 0 đến dương vô cùng. Vậy thì mắc của hàm g trên khoảng này thì chắc chắn nó là bằng 3 ha. Bằng 3. Đây là điểm cao nhất tại x bằng 1. Thì cái này tương đương với lại m lớn hơn hoặc bằng 3 ha. Vậy thì kết luận của mình đó là m sẽ thuộc trong đoạn từ 3 cho đến dương vô cùng. Rồi bây giờ mình sẽ đến với một câu ví dụ nữa. Đó là tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y bằng 1 phần 3 x mũ 3 trừ cho m cộng 2 nhân cho x bình phương cộng cho trừ 2m cộng 3x nghịch biến trên đoạn 0,3. Vậy thì các bạn xác định cho mình y phẩy. Thì y phẩy của mình nó là bằng x bình phương trừ cho 2 nhân cho m cộng 2 nhân cho x cộng với lại trừ 2m cộng 3. Rồi, vậy thì bài toán kêu mình đó là xác định giá trị thực của tham số m để hàm số nghịch biến trên đoạn 0,3. Tức là mình đang cần tìm m để y phẩy bé hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc trong đoạn từ 0 đến 3. Rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng mình cô lập tham số m ha. Thì trước hết mình nhân phân phối vào x bình phương trừ cho, đây là mình nhân phân phối vào mình được đó là 2m trừ cho 4x trừ 2m cộng với lại 3 bé hơn hoặc bằng 0. Rồi, bạn ghi y chang lại cho mình ha, với mọi x thuộc cái đoạn từ 0 đến 3. Rồi bây giờ những cái yếu tố nào mà nó có chứa tham số m mình đưa qua một vế, còn những cái nào nó chỉ chứa ở x mình đưa qua một vế à, thì mình được đó là x bình phương rồi trừ 4x cộng với lại 3 bé hơn hoặc bằng. Rồi bây giờ mình đưa 2m qua vế tay phải cộng với lại 2m. Cái này đúng với mọi x thuộc đoạn từ 0 đến 3. Rồi bây giờ mình sẽ đặt nhân tử chung. Tức là 2m sẽ là nhân tử chung thì sẽ là x cộng 1. Rồi cái này lớn hơn nó bằng x bình trừ 4x cộng với lại 3. Rồi cái này đúng với mọi x thuộc trên đoạn từ 0 đến 3. Rồi thì bạn chú ý cho mình như sau. Trên đoạn từ 0 đến 3 thì cái lượng x cộng 1 của mình nó luôn dương ha. Nó luôn dương với mọi x thuộc cái đoạn từ 0 đến 3. Cho nên mình có thể mình thực hiện phép chia qua, tại vì cái lượng này đã dương rồi. Tức là x bình trừ 4x cộng 3 mình chia cho x cộng 1 nó sẽ bé hơn hoặc bằng, đây cái này mình chia 2 lần x cộng 1 luôn ha, 2 lần x cộng 1 sẽ bé hơn hoặc bằng m. Rồi cái này đúng với mọi x thuộc trên đoạn từ 0 đến 3. Các bạn để ý cho mình ha, để m lớn hơn hoặc bằng, đây mình đặt hàm mình làm g đi, để m lớn hơn hoặc bằng gx với mọi x thuộc đoạn từ 0 đến 3. Vậy thì điều này xảy ra khi và chỉ khi m lớn hơn hoặc bằng cái mắc của hàm số g trên đoạn từ 0 đến 3. Vậy thì bạn dùng Casio cho mình ha. Bây giờ mình sẽ sử dụng chức năng table của Casio để mình khảo sát hàm số này. Rồi bấm cho mình như sau ha, bấm menu và bạn chọn cho mình số 8. Rồi mình nhập cái hàm nó vào. X bình trừ 4x cộng 3 chia cho 2 lần của x cộng 1. Rồi, bây giờ mình cho x chạy từ đâu đến đâu? Từ 0 đến 3. Rồi bước nhảy của mình bạn lấy cuối trừ đầu, bạn chia 20 cho mình. X bằng 0 thì hàm g của mình là 1,5. Là tương tự, x tăng dần thì cái g nó lại giảm dần. Đây nó giảm, nó âm nữa nè. Rồi, nhưng sau đó nó lại đi lên, nó lại tăng ngược lại. Và nó tăng ngược lại về 0. Thì mình có thể mình phát họa cái đồ thị của hàm g ha. Hàm g thì tại x đây ha. Rồi, thì tại x bằng 0 thì g nó ra là 1,5. Rồi nó giảm dần, nó giảm 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 đến một cái điểm nào đó nó đi lên lại và ở đây là x bằng 3 ha. Thì tại x bằng 3 đó tức là g ở đây nó bằng 0 ha. Rồi thì đây chính là cái đồ thị của nó, thì giá trị lớn nhất của hàm g trên cái đoạn từ 0 đến 3 nó chính là bằng 1,5, tức là bằng 3 phần 2. Vậy thì cái đáp án của mình nó chính là m lớn hơn hoặc bằng 3 phần 2 ha. Rồi
Vậy thì bạn lưu ý cho mình một số điều ở đây, đó là gì? Như bạn thấy, trên cái đoạn từ 0 đến 3 thì hàm số xuất hiện giá trị lớn nhất tại x bằng 0. Tuy nhiên, nếu như bây giờ mình đổi cái đề một xíu đi, đó là thay vì đoạn 0, 3, mình đổi thành cái khoảng 0, 3 thì sao? Cái khoảng 0, 3 thì đây là khoảng 0, 3 ha, thì mình không lấy hai đầu mút. Thì cái giá trị lớn nhất tại 1,5 ở đây nó không xảy ra được ha, nó không thể nào xảy ra. Tại vì nó xảy ra khi nào? Khi x bằng 0. Tuy nhiên trên cái khoảng 0,3 này nó lại không chứa số 0. Đó, đây là cái lưu ý thứ nhất. Nếu như mình đổi cái đề lại, đó, thì mình sẽ nói về cái vấn đề này ở video tiếp theo ha. Và cái lưu ý thứ hai đó là gì? Đó là x cộng 1 của mình. Đây bạn sẽ chú ý ha, trên cái đoạn 0,3 thì x cộng 1 của mình nó dương, mình chia qua được. Tuy nhiên nếu như, rồi mình lấy đoạn khác ha, ví dụ như từ trừ 5 cho đến trừ 4 đi, thì trên cái đoạn này thì chắc chắn cái lượng x cộng 1 của mình nó sẽ âm. Khi mà x âm thì bạn nhớ ha, khi mình chia qua thì bạn phải đổi chiều của cái bất phương trình ở đây. Đây, đổi chiều của cái bất phương trình. Còn nếu như cái lượng của mình đã dương rồi, mình cứ chia thoải mái thôi ha. Đó là chính là hai cái lưu ý mà mình sẽ nói rõ hơn ở buổi sau. Rồi còn cái vấn đề mà dấu bằng, giống vấn đề là trên cái vấn đề là không tồn tại giá trị lớn nhất trên khoảng. Còn vấn đề này thì mình sẽ nói ở video tiếp theo ha. Sau khi mà mình đã cô lập nó về dạng m lớn hơn hoặc bằng gx hoặc là m bé hơn bằng gx với m x thuộc cái miền d, nhưng mà cái miền d này nó lại phạm vào điều kiện xác định của g. Ví dụ ở đây cái 0,3 này, cái đoạn 0,3 này thì ok, ví dụ mình đổ lại đi trừ 2 cho đến 0 đi chẳng hạn, thì bạn thấy không, khi mà mình thực hiện phép chia, để mình thực hiện được phép chia thì cái x cộng 1 của mình nó phải khác không, tức là x nó phải khác trừ 1. Tuy nhiên khi x của mình nó chạy trên cái đoạn mình đổi cái đề lại là trừ 2 không đi, thì nó lại chứa con số trừ 1 này rồi, chứng tỏ là mình không chia được, tại vì cái đoạn trừ 2 không này nó vi phạm vào cái điều kiện xác định của cái hàm g này, cho nên là mình sẽ không thể nào mình cô lập tham số m cho cái trường hợp này được. Thế thì nếu như không cô lập được thì mình phải xử lý theo cái cách khác ha. Đó, mình nói ở đây, đó là mình sẽ không áp dụng được cái cách đó là mình cô lập tham số m được. Cái trường hợp này thì nó sẽ dính vào cái dạng thứ ba, thì mình sẽ nói ở một video khác. Đây thì cái ví dụ giống kiểu hồi nãy ha. Ví dụ như là m nhân cho x trừ 1 lớn hơn hoặc bằng x cộng 1. Mình cần tìm tham số m để hàm số, ví dụ đi đồng biến đi, trên khoảng từ 0 đến 3. Bạn chú ý cho mình cái khoảng 0, 3 này, thì cái x trừ 2 này mình không thể nào mình chia qua được, bởi vì cái con số 2 nó nằm trong cái khoảng này rồi. Khi mà nó nằm rồi thì mình không thể nào mình thực hiện phép chia được. Khi mà không thực hiện phép chia được thì mình không thể nào mình cô lập tham số m được. Rồi cảm ơn bạn đã xem, đã thấy video của mình hay và hấp dẫn. Đừng quên đăng ký, like và chia sẻ vào để cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé. Những cái lưu ý này mình sẽ nói rõ hơn ở hai video tiếp theo. Rồi tạm biệt các bạn.